Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube Chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm âm ly cao cấp đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Sansui. Và con này sẽ có tên model là AUD 77 XD Cup. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà vừa nổi tiếng và nó đặc biệt là nó cực kỳ là hiếm hàng, nhưng mà một năm thi thoảng lắm thì mới về được một hai con để phục vụ cho anh em thôi. Và con này là hàng mà mình tuyển lựa rất là kỹ nên hình thức còn rất là tốt, mới đẹp tinh tươm cho anh em. Và dòng này nổi tiếng là vì nó có một cái thiết kế và phải nói là cực kỳ là bắt mắt, pha trộn giữa sự cổ kính và cả hiện đại anh em. Đây anh em thấy là con này thì nó sẽ có hai cái viền vàng ở hai bên, nhìn rất là đẹp anh em ạ. Và thiết kế con này là thiết kế mà nó sẽ có hai cái má gỗ ở hai bên nha anh em, nên anh em trưng bày và nó là cực kỳ là đẹp. Và mình thấy là rất là nhiều anh em mà chơi đồ gỗ rất là nhiều nên trưng bày cùng với những cặp âm ly xanh xui này thì nó sẽ rất là đẹp và bắt mắt anh em ạ. Và con này thì nó có một cái cấu hình và nó rất là tốt, công suất là đến tận là 320W, rất là thoải mái để cho anh em có thể mà phối ghép với tất cả các cặp loa trên thị trường hiện nay nha anh em. Anh em chơi karaoke đối với dòng này cũng rất là tốt luôn. Và con này thì anh em sẽ chơi được hệ thống là AB cột là hai cặp loa, còn có cả loa nhét anh em, tính năng tăng âm và nó là cực kìa hay. Chơi với những cặp loa khó tính thì con này vẫn đánh ra được hết sức âm từ những cặp loa khó tính anh em. Đây, vừa có cấu hình mặt, vừa có loa nét. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà rất đáng để cho anh em chơi. Thiết kế má gỗ hai bên làm cho con này thêm phần cổ kính và sang trọng, giá trị trưng bày cũng rất là cao nha mà. Còn đây là mặt sau trong sản phẩm này. Sản phẩm thì sẽ trang bị ra hệ thống là 8 cặp loa. Còn bên đây là tem trong sản phẩm này, Sansui AUD 77 XD Cup. Con này điện ra 100V và công suất là 320W anh em. Đây một công suất mình đánh giá rất là cao. Còn đây các cổng kết nối tín hiệu vùng vạ trong sản phẩm này, Phono là anh em chơi mâm đĩa than, CD và tuner là anh em sẽ dùng chủ yếu và nhiều nhất cho anh em. Anh em phải kết nối với điện thoại, máy vi tính, đồ đĩa CD đều có thể qua cái cổng CD hoặc là tuner đó. Còn về nội thất ở bên trong của Sansui AUD 77 XD Cup thì còn rất là mới, rất là đẹp, tinh tươm nha anh em. Con này sẽ trang bị ta là một tăng phô rất là lớn và 4 tổ đập nguồn, và tất cả đều là thiết kế và gia công bởi chính Sansui anh em. Và đặc biệt thì anh em thấy là tem nhãn chữ nghĩa trên cái tăng phô và trên tàu đập nguồn phải nói là cũng còn rất là mới, rất đẹp anh em. Dòng này nó sẽ chạy chúng ta tổng cộng là 8 con sò xanh ken anh em à. Đây là cấu hình thì mình đánh giá và nói là rất là tốt anh em, rất là hiếm những dòng sản phẩm nào mà trang bị chúng ta công suất khủng và chạy nhiều sò như là những dòng sản phẩm của Sansui. Và rồi bây giờ mình sẽ test luôn bờ chất âm với dòng sản phẩm này, mời anh em. Đêm nay anh đưa em về, đường khuya sao trời lấp lánh. Đêm nay anh đưa em về, mắt em sao chiếu lòng lành. Đêm nay khi em đi rồi, đường khuya riêng một mình tôi. Đêm nay khi em đi rồi, tôi về đến mức lẻ loi. Người yêu ơi trong tình buồn, người yêu ơi trong tình buồn, chọn tình yêu ta đã trao nhau hãy quên niềm buồn. Thời gian ơi xin dừng lại, thời gian ơi xin dừng lại, cho đôi tình nhân yêu trong muôn màng đừng khóc ly tan. Đêm mai mình em trên hè phố vắng, đêm mai ai đưa em về,
người ơi xin đừng hờn dỗi, đêm mai cũng đưa đi về, xin người hãy nhớ tình tôi. Và chất âm của âm ly Sansui AUD 77 X The Cap thì chắc chắn là được rất là nhiều anh em đánh giá cực kỳ cao ở trên YouTube, rất là nhiều anh em ạ. Nhưng mà Nhật Bản sẽ đưa ra ý kiến cá nhân cho anh em cùng tham khảo. Đầu tiên là con này về khả năng bung âm của nó, bởi nó là cực kỳ xuất chúng anh em ạ. Trả bass cho ra và nó có uy lực và nó tròn tiếng anh em ạ, nghe rất là thích, rất là đã tai. Đặc biệt là anh em nào mà yêu thích những bản nhạc vàng hoặc là con này chơi những cái bản nhạc hiện đại ngày nay, ví dụ như là bản nhạc sàn, thì âm thanh nó vẫn cực kỳ tốt cho anh em. Bài âm chép của những dòng Sansui và nó là tiến lên rất là cao nên mà anh em nào mà yêu thích tiếng chép của Sansui, anh em không thể nào mà qua chơi những dòng khác được luôn anh em. Nói chung đây là một trong những dòng sản phẩm cao cấp và hoàn thiện rất là nhiều về chất âm, build cũng như là về gia công dòng sản phẩm này. Con này và nó là trọng lượng đến tận là 20 kg rồi đấy mà, và nó là rất là nặng. Nội thất bên trong anh em thấy quá là hùng hố anh em, con này không hiểu gì để chê cả từ bên trong ra bên ngoài. Rồi anh em thấy sao về tổng quan âm ly Sansui AUD 77 X The Cap, rồi để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới. Bye.